Mabuhay Philippines! Salamat datang saya sayang Malaysia! Còn các bạn đã hoàn thành xong thử thách quảng bá cho SEA Games 31. Và đây là thời điểm Đại hội Thể thao Đông Nam Á đang diễn ra. Chúng ta vô cùng tự hào khi có một thử thách để làm một cái clip viral quảng cáo SEA Games 31 được Việt Nam đăng cai. Và trong thử thách tuần này rất là đặc biệt, thứ hạng cao nhất sẽ có hai người. Bây giờ Thủy sẽ gọi ba cái tên, hai người trong số đó sẽ là giải nhất. Một cái tên rất là quen thuộc, Nguyễn Thị Hương Ly, 343. Khi nhìn thấy phần biểu diễn của bạn thí sinh này, Thủy thấy rất là thích và dành nhiều lời khen cho bạn. Có số bao dành? Ba một sáu, Lê Hoàng Phương. 200, Nguyễn Anh Khuê. Thông thường những cuộc thi hoa hậu thì họ sẽ đọc tên hoa hậu, nhưng mà lần này Mô Hỷ đọc tên sẽ là người đứng thứ hạng thứ hai và hai người kia sẽ là hạng nhất. Người đứng thứ hai trong thử thách lần này đó chính là Nguyễn Thị Hương Ly, đồng nghĩa với việc Nguyễn Anh Khuê và Lê Hoàng Phương sẽ đứng thứ nhất trong thử thách lần này. Bổ hòa luôn quá. Đây là lần đầu tiên mà Phương chiến thắng thử thách, và đặc biệt hơn là Phương chiến thắng thử thách cùng với cô em gái chung phòng của mình. Một cảm xúc rất là khó tả, một sự vui vẻ đến tôi cùng và rất là hạnh phúc và tự hào. Chúc mừng ba em, chúc mừng 10 người ở đây đã hoàn thành rất là xuất sắc cái vòng thử thách của mình. Mabuhay Philippines! Selamat datang saya sayang Malaysia! Thật tuyệt vời! Wow, wow, wow. Đây là lần đầu tiên nhưng mà phần thắng thử thách này là cùng với cô em gái chung phòng của mình nữa. Dạ, chung nhà. Chung nhà nhưng mà như chung phòng vậy á, tụi em linh động á. Nhưng mà thật sự là rất là vui, bởi vì Khuê với Phương là những bạn mà thi đầu tiên nên cũng rất là hồi hộp vì không biết là phải nên thể hiện như thế nào. Nhưng mà bằng một cái tinh thần với lại là một sự tìm hiểu và cũng như là một sự một chút phóng khoáng thì hai chị em có thể hoàn thành được thử thách này, và đây là kết quả mình đã nhận được rồi. Em ôi mà em hôm nay em không biết diễn tả như thế nào, bởi vì là em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ vào đến sâu như thế này, và em không từng nghĩ là đây là một cái như kiểu chiến thắng bản thân mình vậy ạ. Và em cảm thấy tự hào không phải bởi vì chiến thắng trận này, mà em đã chiến thắng bản thân mình, là lần đầu tiên em đã làm được một việc như thế này. Em thật sự rất tự hào về bản thân mình và cũng tự hào về người chị yêu dấu của em. Ôi ôi. Và em cảm thấy rất là vui bởi vì là em và chị ý như kiểu hai người rất là thân thuộc thì trong cùng căn nhà, và chị rất là lúc nào cũng bảo vệ cho em và luôn luôn quan tâm đến em, và em rất là yêu quý chị ý. Và hôm nay bỗng nhiên hai chúng em cùng được thắng một thử thách đó giống như kiểu biến mận vậy ạ. Em siêu siêu vui và siêu siêu tự hào về cả hai chị em ạ. Nhưng mà em cũng sẽ học được sự tươi trẻ từ bé Khuê nhá. Và em sẽ lấy được rất nhiều kinh nghiệm và học hỏi từ chị ấy. Ok, chúng ta cùng cố gắng nha. Xin chào, love from Việt Nam. Được phát sóng vào lúc 20:15 thứ bảy ngày 28/5/2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên kênh YouTube Union Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.